Kính thưa ban tổ chức, kính thưa các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, anh em nội ngoại, bạn bè, chiến hữu của họ nhà gái. Kính thưa gia đình ông bà của Duyên, tôi là Nguyễn Thủ Lưu, là bác của cháu Thế Anh. Hôm nay cùng với gia đình họ nhà trai cũng có các ông, các bà, các cụ, các bác, các bà, anh chị, các vợ, cơ quan, bạn bè thân hữu của họ nhà trai chúng tôi về đây. Trước hết, tôi là trưởng đoàn được sự ủy quyền của gia đình ông bà Thủy Sự và nhà trai cho phép tôi cùng với bạn về đây để có ý kiến và cùng với họ nhà gái thống nhất thực hiện các nghi lễ làm các thủ tục hướng hạnh phúc cho hai cháu là Thế Anh và cháu Thủy Thảo. Trước hết, thay mặt cho đoàn nhà trai, chúng tôi xin được cảm ơn sự quan tâm, đón tiếp nồng nhiệt, chu đáo và nhiệt tình của họ nhà gái. Xin trân trọng cảm ơn. Và cho đoàn nhà trai chúng tôi cũng xin được báo cáo với các ông, các bà, các cụ, anh em nội ngoại, bạn bè thân hữu họ nhà gái. Hôm nay là ngày mà chúng tôi đến đây với được sự đồng tình của cả hai họ và hai gia đình. Trong một thời gian gia đình chúng tôi có cháu Thế Anh là con trai của ông bà Thủy Sự, gia đình ông bà ở Luận Duyên có cháu Phúc Thảo. Trong quá trình học tập công tác, hai cháu đã là những người bạn bè thân thiết đi đến yêu thương và báo cáo hai gia đình đi đến quyết định kết hôn ly vợ ly chồng. Trong quá trình hai gia đình ông bà Thủy Sự và ông bà Luận Duyên với đại diện họ nhà trai, họ nhà gái đã đồng ý cho hai cháu được tìm hiểu trong một thời gian dài, cũng như hai gia đình đã đi lại thống nhất của hai gia đình. Và đến ngày 12 tháng 11 năm Nhâm Dần, tức là ngày 6 tháng 11 năm 2022, hai gia đình và đại diện hai họ nhà trai và nhà gái đã đi đến thống nhất và được quyết định chấp nhận để cho hai cháu cùng hai gia đình hai họ để làm các thủ tục để cho hai cháu tiến hành được các bước tiếp theo cho đến ngày hôm nay. Hai cháu cũng đã được đăng cơ quan và chính quyền địa phương nhất trí và đã làm các bước tiếp theo, đó là đăng ký kết hôn, được chính quyền địa phương công nhận và được pháp luật đồng ý, và hai cháu cũng được bảo vệ theo nguyện vọng của hai bà, hai cháu và hai gia đình hai họ chúng ta. Kính thưa hai họ bốn bên, hôm nay chúng ta gặp mặt nhau ở đây được sự chuẩn bị chu đáo của ông bà Sự Thủy và họ nhà trai chúng tôi, hôm nay được chuyển các lễ vật mà hai họ hai gia đình đã thống nhất để lo việc ngày hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm Nhâm Dần, tức là ngày 5 tháng 12 năm 2022, là ngày lành, tháng tốt, giờ đẹp. Họ nhà trai chúng tôi được chuyển lễ vật của ông bà Thủy Sự trao về cho đoàn chúng tôi chuyển đến họ nhà gái, gia đình ông bà Lợi Duyên để có lễ vật kính báo tổ tiên của họ nhà gái chứng giám và công nhận cho cháu Thế Anh được làm con rể của họ nhà gái và được làm con cháu của họ nhà gái, là một thành viên chính thức. Thứ hai là cũng để cho cháu Phương Thảo được về làm con dâu của ông bà Phương Thủy và là thành viên của họ nhà trai. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, kính thưa hai họ bốn bên có mặt ngày hôm nay, lễ vật hôm nay chúng tôi bên họ nhà trai chuyển đến gồm ba bước.
Bước thứ nhất là cho gia đình chúng tôi hỏi nhà trai xin được kể cái vật ăn hỏi. Bước thứ hai là cho gia đình chúng tôi được kể lễ xin dâu, lễ thỉnh cưới. Lễ thứ ba là lễ xin dâu để cho hai cháu được về tại hôn trường của gia đình nhà trai để tổ chức lễ hôn cho hai cháu trong buổi sáng hôm nay. Kính mong được sự chấp nhận của họ nhà gái để cho gia đình chúng tôi được chuẩn lễ vật, để cho gia đình kính báo tổ tiên gia tiên họ nhà gái, để cho hai cháu được kết duyên và hoàn thành nhiệm vụ là liên vợ liên chồng và được hạnh phúc trăm năm. Cho tôi xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã nghe vị đại diện nhà trai làng Triệu Đoàn đã có lời phát biểu cưới chồng bạn hỏi cho đôi bạn trẻ Thế Anh và Phương Thảo trong buổi sáng hôm nay. Nhân đây ban tổ chức kính chúc toàn thể gia đình bác vui vẻ, sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Và để tiếp theo chương trình buổi lễ ăn hỏi, ban tổ chức trân trọng giới thiệu một vị đại diện nhà gái chúng ta cũng có đôi lời phát biểu. Và trước khi vị đại diện nhà gái có đôi lời phát biểu, ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị bạn trẻ ta dành cho vị đại diện nhà gái trước khi phát biểu một tràng tay thật lớn ạ. Lắm xin được trân trọng cảm ơn ban tổ chức trân trọng kính mời bác ạ. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông các bà, kính thưa các vị khách quý, trước hết thay mặt họ nhà gái chúng tôi hân hoan chào đón phái đoàn họ nhà trai đã mang lễ vật tới họ nhà gái chúng tôi để làm lễ an hỏi, lễ cưới, lễ giúp dâu cho cháu Phương Thảo. Qua quá trình yêu nhau, các cháu yêu nhau được gia đình hai bên chấp thuận, được chính quyền địa phương công nhận. Hôm nay gia đình họ nhà trai mang lễ vật đến họ nhà gái chúng tôi để tổ chức lễ ăn hỏi, lễ đón dâu và lễ rước dâu. Chúng tôi xin tiếp nhận. Tới dự lễ đón dâu hôm nay, lễ đưa dâu hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có cụ Nguyễn Văn Pha, cụ Nguyễn Văn Phát, có cụ Giản là ông bà của cháu Hảo, tức là cô dâu là tiện. Có bác Đảng, bác Học, bác Thư là bác của cô dâu. Có ông Duy là cậu của cháu cô dâu. Có bác Học là bác của cô dâu. Có chú Trung là chú của cô dâu. Và đặc biệt là có hai vợ chồng ông Duyên mà là thân sinh cho cô dâu. Và đặc biệt hơn nữa là có ông Võ Minh Nhung là thông gia với ông bà Luận Duyên, người từ miền Nam, tức là từ Bình Dương, rất nhiệt tình ra để dự lễ thành hôn của các cháu. Cho nên chúng tôi rất vui mừng và được đón tiếp họ nhà trai hôm nay. Thì thế vậy là chúng tôi cũng xin chúc nhận, xin cảm ơn tất cả các ông các bà. Chúc sức khỏe tất cả các ông các bà hàng hai bên, rồi các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Sau khi thưa quý vị, chúng ta đã nghe vị đại diện nhà gái cũng là trưởng đoàn đã có lời phát biểu và chính thức và chấp nhận lễ ăn hỏi của họ gia đình nhà trai trong buổi sáng nay.